Quebec là một tỉnh bang nằm ở phía đông nam của đất nước Canada. Đây cũng là tỉnh bang có diện tích lớn nhất của quốc gia này. Phía đông Quebec là tỉnh New Brunswick và vùng Labrador. Phía tây tiếp giáp với tỉnh Ontario và phía nam tiếp giáp với một số bang của Hoa Kỳ. Với vị trí đắc địa như vậy, không có gì lạ khi Quebec là một trong những tỉnh bang giàu có nhất của xứ sở Lá Phong. Lịch sử hình thành. Tiền thân đầu tiên của tỉnh bang Quebec chỉ là một ngôi làng nhỏ tên là Stadacona nằm ven con sông Saint-Laurent. Cho đến khi được nhà thám hiểm Jacques Cartier và Samuel de Champlain tìm thấy và đã biến nơi này trở thành thuộc địa của Pháp với tên gọi là Nouveau-France. Năm 1663, Nouveau-France được công nhận là một tỉnh của nước Pháp. Đến năm 1763, Pháp thua Vương quốc Anh và phải nhượng lại một phần lãnh thổ thuộc địa cho Anh. Đó chính là Nouveau-France. Lúc này, cái tên Quebec cũng chính thức được ra đời và trở thành thuộc địa của Anh. Một thời sau, tỉnh Canada được thành lập khi sáp nhập Ontario và Quebec. Cho đến khi Liên bang Canada ra đời thì hai tỉnh này mới tách ra và có được tỉnh bang Quebec như ngày nay. Quebec có gì đặc biệt? 10 tỉnh bang và vùng lãnh thổ Canada thì Quebec được xem là tỉnh bang đặc biệt nhất. Bởi lẽ Quebec là tỉnh bang duy nhất có tư cách như một quốc gia riêng biệt. Nơi đây có ngôn ngữ, văn hóa và thể chế chính trị riêng nhưng vẫn trực thuộc Canada. Dưới đây là một vài con số cực kỳ ấn tượng khi nhắc đến Quebec. Quebec có diện tích lớn nhất trong tất cả các tỉnh bang của Canada, hơn 1,5 triệu km vuông. Con số này gấp gần 3 lần diện tích của Pháp hay Texas. Tỷ lệ thất nghiệp ở Quebec thấp nhất ở Canada, chỉ 4,1%. Mỗi năm, Quebec đón nhận hơn 20.000 người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Hơn 40% dân nhập cư tại Quebec có nguồn gốc từ châu Á. Sân vận động Olympic ở thành phố Montreal là công trình kiến trúc tháp nghiêng cao nhất trên thế giới với chiều cao 175m. Người dân tại Quebec nói tiếng gì? Tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của tỉnh Quebec. Tuy nhiên, vẫn có khoảng 40% dân số có thể giao tiếp tiếng Anh thành thạo. Ngoài ra, người ta cũng tìm thấy cả tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và tiếng Nhật tại Quebec. Nền kinh tế. Quebec, Canada có một nền kinh tế phát triển, hiện đại và mở cửa. Quebec đóng góp khoảng 20,36% vào tổng GDP của Canada. Ngoài ra, tỉnh bang này được xếp hạng là nền kinh tế lớn thứ 37 trên thế giới và thứ 28 về GDP trên đầu người. Nền kinh tế của Quebec chủ yếu dựa vào lĩnh vực dịch vụ và công nghiệp. Một số ngành công nghiệp dẫn đầu ở Quebec đó là hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin, phần mềm và các phương tiện truyền thông. Khoảng 60% sản lượng của ngành hàng không vũ trụ Canada là từ Quebec. Đây là một trong những khu vực có nhiều công ty công nghệ cao hàng đầu của Bắc Mỹ. Giáo dục tại Quebec. Quebec được đánh giá là nơi có hệ thống giáo dục toàn diện và giá cả phải chăng nhất ở Canada cũng như tại khu vực Bắc Mỹ. Theo luật Canada, tất cả công dân Canada dưới 20 tuổi đều được hưởng một nền giáo dục hoàn toàn miễn phí. Quebec đã tài trợ công khai cho các trường tiểu học, trung học bằng cả tiếng Pháp và tiếng Anh. Những thành phố lớn. Thành phố Montreal. Nếu bạn đã từng nghe đến thành phố Montreal nhưng chưa biết Montreal ở đâu thì câu trả lời là Quebec, Canada. Đây là thành phố đứng đầu trong danh sách những thành phố lớn nhất của Quebec. Với dân số khoảng gần 2 triệu người, đây chính là thành phố đông dân nhất ở tỉnh bang Quebec. Thành phố này nằm chủ yếu ở trên đảo Montreal, nằm trên sông Saint-Laurent và Ottawa. Đặc biệt, thành phố Montreal, Quebec có đến 49,5% dân cư sử dụng tiếng Pháp, khiến nó trở thành thành phố có lượng người nói tiếng Pháp lớn thứ hai trên thế giới sau Paris. Thành phố Quebec. Nhiều người cho rằng, với sự sầm uất và phát triển vượt trội của Montreal, thì thành phố này mới là thủ phủ của tỉnh bang Quebec. Tuy nhiên, thủ phủ của tỉnh bang này lại được đặt tại một thành phố cổ kính và yên bình hơn rất nhiều, đó chính là thành phố Quebec. Nằm ở vị trí trung tâm của tỉnh bang và trên con sông Saint-Laurent đầy thơ mộng, thành phố Quebec hiện lên vẻ đẹp cổ kính và say đắm lòng người. Nơi đây cũng được xem như là khu định cư lâu đời nhất của người châu Âu tại Bắc Mỹ. Thành phố Gatineau. Thành phố Gatineau được ít du khách biết đến hơn so với hai thành phố ở trên. Đây là một thành phố trực thuộc vùng thủ đô Canada, thuộc về tỉnh Quebec. Gatineau là thành phố lớn thứ tư ở tỉnh bang này. Nó được ngăn cách với thủ đô Ottawa bởi sông Ottawa. Chính sách định cư. Theo thống kê mới nhất,
Tại Quebec, Canada có lượng người nhập cư là người châu Á chiếm tỷ lệ cao nhất với khoảng 40%. Đây cũng là tỉnh bang mà người Việt Nam lựa chọn định cư đầu tiên và nhiều nhất khi đến Canada. Có thể nói, các chương trình định cư Quebec rất được chính phủ nơi đây quan tâm và chú trọng. Theo đó, ngoài những chương trình nhập cư của liên bang, tỉnh bang Quebec cũng có chương trình nhập cư riêng khác, có thể kể đến như chương trình diện tay nghề liên bang FSVKB, chương trình nhập cư diện tay nghề Quebec, chương trình đầu tư định cư bằng trái phiếu chính phủ. Bạn quan tâm đi định cư Quebec cùng cả gia đình hãy liên hệ ngay TH Immigration, đơn vị chuyên tư vấn Canada uy tín.